Xin trân trọng giới thiệu bài viết Nhớ mẹ, tác giả Lâm Minh Chi, qua giọng đọc Phương Chi. Không phải ngẫu nhiên mà tôi thường thích hát những ca khúc về mẹ, như Tình Mẹ, Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng, Nhớ Mẹ. Đối với tôi, mẹ là người mà tôi yêu kính nhất trên cuộc đời này. Mẹ là một bức tranh đẹp tuyệt vời trong đôi mắt của tôi. Trong gia đình, tôi là con trai út. Mẹ kể, hồi bé, tôi cứ bị bệnh và khóc suốt, nên nuôi hoài mà chẳng thấy tăng cân. Mẹ phải giả đò ẵm tôi đi cho người khác nuôi. Nhờ vậy mà tôi mới bớt bệnh và chịu ăn. Lúc nào tôi cũng cảm thấy ấm áp và cảm nhận được rằng mẹ rất quan tâm tôi. Lớn lên một chút, đi đâu mẹ cũng thường dắt tôi theo, và cả lúc đi xa nhà nhiều ngày cũng thế. Thời tôi học tiểu học, cứ mỗi lần thi đạt kết quả cao là mẹ đều có phần thưởng cho tôi. Dù đó chỉ là những phần thưởng rất nhỏ, nhưng đã động viên tôi rất nhiều trên con đường học vấn. Tôi nhớ năm tôi thi đậu vào trường nhạc với số điểm cao nhất, mẹ vui mừng và khóc. Rồi tôi chở mẹ trên phố, tận hưởng niềm vui sướng của người con làm hài lòng mẹ. Mẹ bảo, cực khổ thế nào cũng được, miễn tôi thấy vui và thành công trên con đường đã chọn là mẹ vui rồi. Mẹ sinh ra con ngàn muôn đớn đau, công đức sinh thành. Từng đêm ru con, giường con ấm khô, lại ngược mẹ nằm. Mẹ yêu quý con, tình thương bất tận trong tâm. Mẹ luôn hy sinh, mẹ luôn muốn con khôn lớn nên người. Dù bao gian lao, dù bao khó khăn, mẹ cũng không màng. Mẹ nuôi dưỡng con, bàn tay ấm nồng siết bao. Hơn ngàn trùng dương trời xanh, tình mẹ cao quý thiêng liêng. Theo dòng thời gian vì con mà mẹ tan phai sắc xuân. Mong cuộc đời con đẹp tươi, lòng mẹ luôn phải lo âu. Con ở ngàn xa thì mẹ như một vì sao sáng, dõi trong đường con bước đi. Nhìn xa muôn khơi, nhìn trên thế gian nặng nhất ân mẹ. Nào ai đi xa, dù xa đến đâu phải nhớ thương mẹ. Đừng làm mẹ buồn, làm con nhớ đừng lãng quên. Không chỉ riêng tôi mà với các anh chị tôi, mẹ lo cho ăn học đến nơi đến chốn. Người nào cũng có sự nghiệp, mẹ giỏi đều các mặt, có thể nói là công dung ngôn hạnh vẹn toàn. Mẹ sinh ra và lớn lên ở Huế, nên mẹ nấu các món ăn và làm bánh trái kiểu Huế rất tuyệt vời. Mùa đông, mẹ ngồi đan áo cho chị em tôi, vừa đan vừa hò những câu hò Huế rất hay. Tôi ngồi bên cạnh, cũng tập hò theo mẹ. Bây giờ, có đôi lúc ngồi một mình,
tôi thèm nghe lại những câu hò ấy biết bao. Cả chiếc áo len ngày ấy, tôi cũng gìn giữ như một kỷ vật cho riêng mình. Bất kỳ người nào đã từng tiếp xúc với mẹ tôi cũng đều cảm mến từ lời nói đến tính tình. Lúc nhà khá giả lên một chút, mẹ thường giúp đỡ mọi người xung quanh, nhất là những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ bảo mình đã từng lâm vào quãng đời cơ cực, nên biết thông cảm và sẻ chia với người khác. Cứ mỗi lần làm được mỗi việc thiện, tôi thấy mẹ vui lắm. Mẹ hứa với tôi là sẽ có một ngày dẫn tôi về thăm Huế sau nhiều năm xa cách. Chưa thực hiện lời hứa, thì mẹ đã đột ngột ra đi sau một cơn bạo bệnh. Mẹ ơi, con đã về đây giữa đêm lạnh lùng, gió xuân chưa tàn. Mẹ hiền nằm im lạnh giá, xác thân héo gầy, xót xa ngỡ ngàng. Ngày xưa mẹ sinh đời con, mẹ bồng con ru câu à ơi. Cuộc đời mẹ hy sinh vì con, nào ngại gió sương. Mẹ ơi, con đã về đây phút giây muộn màng trước khi chia lìa. Thời gian không gian sầu lắng, cách xa suốt đời nỗi đau ngất trời. Cầm tay mẹ yêu ngày nay, để ngàn sâu tâm tư còn ghi. Mẹ hiền ta đêm nay giờ đây, sáng mai rồi. Mẹ mất là một nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời tôi. Trước lúc đi xa, mẹ nắm chặt tay tôi. Mẹ muốn tôi không được khóc. Có lẽ con trai nước mắt phải chảy ngược vào trong lòng. Nhưng làm sao tôi có thể kiềm chế được, bởi đây là một cú sốc quá lớn mà tôi cứ tưởng mình sẽ ngã quỵ khi không còn có mẹ. Tôi đi đâu, tôi làm gì cũng đều nhìn thấy hình ảnh của mẹ. Bất cứ nhìn mọi vật dụng nào trong nhà, tôi cũng thấy nghẹn ở cổ. Có lẽ với mẹ, thật không có bút mực nào có thể kể hết. Giờ đây tôi đã nên người, càng nhớ mẹ tôi lại càng phấn đấu nhiều hơn trên bước đường tu tập, sự nghiệp và ca hát. Tôi muốn tiếp bước mẹ làm những công việc từ thiện mà mẹ đã làm dở dang, vì mẹ là hiện thân của tình yêu thương. Với những đêm nhạc gây quỹ ủng hộ bà con nghèo ở những vùng quê, những mái ấm nhà mở, trẻ khuyết tật. Tháng 7 năm nào, tôi cũng thường tổ chức nhiều chương trình hát về mẹ. Những chương trình do tôi biên tập thực hiện, đó cũng chính là niềm mong ước của tôi từ lâu, xem như một món quà kính dâng lên mẹ. Giờ đây, tôi đã có nhà riêng. Trong ngôi nhà của mình, tôi trang hoàng bàn thờ mẹ thật trang trọng ở ngay giữa, và lúc nào cũng có hoa, nhất là hoa lan trắng, loài hoa mà mẹ tôi rất yêu thích lúc còn sống. Bàn thờ mẹ luôn có tiếng kinh trầm ấm và trang nghiêm, như kỷ niệm một thời mẹ đã tu tập công phu, tụng kinh và hành trì. Thời ấy, tôi cũng chẳng cần để giờ báo thức. Cứ mỗi sáng nghe tiếng chuông, tiếng mõ tụng kinh của mẹ là tôi thức dậy và đúng giờ đi học cũng như đi làm. Nhớ sáng mẹ ngày nào, mẹ trồng rau vương cây trái ngọt. Nhớ những bữa cơm đạm bạc và từng câu kinh sớm tinh mơ. Mẹ thao thức trước phong ba, mẹ lo lắng trước tương lai, vì đàn con
con có bao giờ tâm mẹ được vui. Mẹ ơi, hợp tang là thế, nắng mưa thay mùa, tự sinh vô thường. Giờ đây hôn mẹ lần cuối, trước khi vĩnh biệt dấu tan nát lòng. Cầu mẹ siêu liên đài hoa, nghiệp trần gian mẹ không còn mang. Tình mẹ con không hề quên suốt đời. Bây giờ những lúc gặp khó khăn bế tắc, tôi thường lên thăm mộ mẹ, cũng như mang những bức ảnh của mẹ ra xem. Mỗi tấm ảnh của mẹ đều toát lên sự hiền dịu, thương yêu, chịu thương, chịu khó, cả đời hy sinh cho chồng, cho con. Mỗi năm đến ngày giỗ mẹ, anh chị em và bạn bè thường đến nhà tôi. Đó là một ngày rất thiêng liêng với tôi hơn tất cả những ngày lễ khác. Và còn một ngày nữa, đó là sinh nhật của mẹ. Và tôi chỉ một mình trong căn nhà mà thôi. Cứ mỗi lần có bài báo nào đăng hình ảnh và viết bài về tôi ở các lĩnh vực dạy học và ca hát, tôi đều mang đặt lên bàn thờ của mẹ. Tôi biết, ở nơi suối vàng, mẹ tôi đang mỉm cười nhìn tôi. Và hôm nay, tôi viết những dòng thơm thảo này dâng mẹ. Suốt cả cuộc đời này, hình ảnh mẹ là nguồn sống, là điểm tựa vững chắc nhất trên mọi bước đường tôi đi. Kính mẹ, con Lâm Minh Chi, mùa Vu Lan năm Quý Mùi 2003. Rồi ngày nay con đã khôn lớn như mẹ mong, thì mẹ ra đi xa thật xa không về nữa. Để giờ đàn con chơi vơi không kịp đền đáp, ngàn muôn nghĩa ân cao muôn trùng đức sinh thành. Nhớ thương mẹ lắm, trời mây tím sầu, biết sao kể hết về công đức mẹ. Mẹ là Phật giữa tim con, mẹ là Bồ Tát thương yêu, con kính dâng nén hương kính lạy mẹ hiền. Mẹ là Phật giữa tim con, mẹ là Bồ Tát thương yêu, con kính dâng nén hương kính lạy mẹ hiền. Mẹ là Phật giữa tim con, mẹ là Bồ Tát thương yêu.